Hello everyone, chào mừng đã trở lại với channel của tôi. Như các bạn thấy, hôm nay chúng ta đã có chuồng gà. Yeah, phát intro nhạc vậy đâu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một căn homestay có view nhìn thẳng xuống vực. Căn homestay này có thể đi vào mà không cần cửa, cho nên rất là thoáng mát. Đấy, nhà anh em thấy đây, nhìn đéo khác gì cái nhà thợ rèn hết. Vào chủ đề chính thì hôm nay chúng ta sẽ đi bắt một con rồng. Đấy là cái con mà tập hôm trước nó đã thông ad mình đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi bắt nó. Đó là lý do tại sao mình làm cái chuồng gà này. Nhưng mà có vẻ như cái chuồng gà này cần một thời gian nữa nó mới phát huy tác dụng, cho nên là thôi, bye 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 gà. Ở trong đây thì mỗi con rồng nó sẽ ăn một cái thức ăn khác nhau, và cái con rồng mình định bắt nó sẽ ăn thức gà, nên là hôm nay mình sẽ đi săn gà. Ok, mình cũng chả biết còn bao nhiêu, nó chắc cũng cỡ một stack hay là gì đấy. Nó không ăn nhiều thế đâu, chủ yếu mình lấy cho chắc ăn thôi. 32 cái gì ta, cỡ đó chứ ai biết đâu. Lấy đại nhưng mình chỉ biết là chúng ta sẽ đút thịt gà cho nó. Rồi sau đó chúng ta cầm cây gậy này, chúng ta cứ chụp phải để xem là cái độ bắt của nó, như cái độ mà mình bắt được nó đến mức nào rồi, mình cái độ timing của nó, mình gọi là cái độ timing. Để dễ hiểu hơn thì tí nữa các bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ thì đi săn thịt gà tiếp. Oh, heo, hello heo. Săn thịt cho rồng thì chúng ta cũng còn săn thịt đấy, cái con kia kìa. Mình sẽ bắt con đấy, nhưng mà để bắt được con đấy thì chúng ta còn phải farm đủ gà cái đã. Ok, săn thịt cho rồng thì cũng phải săn thịt cho người nhé. Chúng ta sẽ săn đồ heo. Ok, heo tuyệt chủng. Đấy, trên kia có mấy bạn đang bay bay kìa. Nói gì vui vui, mấy bạn sẽ thả lửa xuống một cái là mình bay màu gì. Nhưng mà chắc nó không thấy mình đâu nên cứ chiêu đi. Không biết có cách nào để cho tụi này nó spam nhiều hơn hay không, hay là săn nhanh hơn chẳng hạn. Chứ như vậy thì không biết chừng nào mới đủ 10 miếng thịt rồi. Bắt nó là chúng ta sẽ đút thức ăn cho nó, để nó chạy từ 0% đến 100%. Tức là còn bao nhiêu miếng. Mình chả biết, có lẽ mình nên chế cái kiếm mới. Đây chúng ta có một bé rồng con. Yeah, hello, what's up bro. Ok, mình được gì đây? Ủa, không được gì ra. Ok, nó vậy thôi chứ nó không phải rồng con. Nó là con kiểu một cái giống rồng riêng luôn á, chứ không phải rồng con. Nó là một loài rồng, và cái loài rồng đó là mắc sai đến mức đó thôi. Cái kích thước to nhất là của con rồng đấy là chỉ có nhiêu đói thôi. Tiêu của chúng ta đang ở trên kia. Rồi chờ nó hạ cánh cái đã. Ô, hello gà. Bắt vô. Ok, thank you. Hello, what's up. Mình phải để cái kiếm lại. Ok, giờ mình sẽ cầm hai đèn để hai này cái bên nhau này. Chúng ta sẽ không quýnh nó nha anh em. Để bắt nó chúng ta sẽ còn chạy lại, chúng ta đút nó thật nhanh. Đúng rồi, đút thật là nhanh. Đấy. Rồi, giờ chúng ta cầm gậy. Đấy, anh thấy Dragon Timing E at 24% không? Đấy. Giờ một chút là nó sẽ đói rồi, xong mình đút vô cho nó ăn thôi. Nhưng mà không biết là liệu như đây có đủ hay không nữa. Thôi, còn 27 thịt gà. 36% à, vậy là đủ ấy. Không biết nữa. 26, 40 rồi, ok. Cũng dễ. Nói chung là nhìn chân con này giống khá là giống đi ủng này. Chỉ đeo này cái ủng vô. Ok, đít rất to, rất sexy. Đuôi thì nhìn như cái con, tôi nếu mới gọi cái đó là cái gì nữa, chắc cây xương rồng ha. Tên là gai với gai không. Ta sẽ đặt tên mày là gai to như biều. Đấy, đầu mày cũng có gai nữa, đầu có biều. Ok, đầu con này nó cũng có gai nữa, nên là chúng ta có thể gọi nó là con đầu biều. Rất hợp lý. Hello. Nhìn mặt chủ tương lai của mày nè. Đó, tập trung ơi. Đó, sau này là mày sẽ phải cho tao cưỡi. 72, ok. Giờ đủ, cũng dễ phết à, không khó như mình tưởng. Chúng ta chỉ còn chạy lại đút cho nó ăn nhanh thôi là chúng ta có thể không bị nó thông biết rồi. Chứ không thì nãy giờ nó cắn mình chết rồi mẹ ơi. Để coi thử còn mấy máu. 50 thôi. Ủa, 50 máu à. Năm máu quýnh chừng nào mới xong kìa. Ok, nhìn đầu này quẹo hơi ớn. Rồi, 92, giờ sắp rồi á. Mũi to thế, hít gì đấy. Nó chắc ngày nào cũng hít cần hay là gì đấy nè. Sao mà mũi nó mới to vậy. Ok, xong. Rồi, bây giờ sao nữa. Yeah. Oh shit. Ok, chúng ta có thể để rương vô ha. Ok, để rương vô thì sao lại không. Phải khoan, mình muốn coi thử là nó có skill gì thú vị không. Mình nhớ là nó sẽ có hai thứ, một là R. Ê, và mẹ nó. Ủa,
need a settler or it could drop you in mid-air. Vậy mấy con rồng này còn phải có cái yên, nếu mà không có yên thì khả năng cao nó sẽ đẩy mình xuống thứ khúc này. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm yên cho nó. Oh yeah. Oh shit. Có lẽ mình sẽ đi bắt thêm mấy con nữa ha. Ê, nhìn nó đi vui vui phết à. Hay. Có chữ ít không? Ít hả? Có chữ gì không ta? Không có gì hết. R. Ok. Nhấn R thì nó sẽ bắn lửa ra. Có lúc mới bắn hả ta? Hay là còn hồ chiêu gì không? Oh, shit, kìa. Bắn chết mẹ nó. Oh, fuck, fuck, fuck. Quýnh đi, quýnh đi, quýnh, 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 quýnh. Fuck. Giờ tôi còn phải học cách điều khiển rồng với này. Ý da, ý. Ý, mẹ nhà sai vậy. Oh, shit. Không biết giờ tôi chết rồi nó có đi theo tôi không ta? Ý mẹ. Ta còn cho mày cái yên nè. Gần đây hình như tôi nhớ là hôm bữa tôi thấy có một cái lồng spam đúng không nhỉ? Ta đi xuống đấy. Uầy fuck you mày cho mày. Ok rồi, được, ở đây chờ xí. Ok, chúng ta đã vào đây. Giờ bố bất tử rồi à, có một anh bạn để mình ngồi. Anh bạn ở đây rồi, cho nó ngồi xuống này. Từ mình có thể cho nó cái rương không được hả ta? Vậy cái này là cái gì? Mình cứ cho nó ngồi đó đi. Từ tại thì mình vẫn chưa tìm thấy được cái yên của nó nên thôi chúng ta sẽ tạm thời làm thế này. Oh fuck. Đấy, chúng ta sẽ tạm thời dùng nó đi lên như này cho anh em. Ui con chúng ta sẽ đi lên như này. Về fuck. Ui tỉ hơi thú. Shit. Rồi chết mẹ nó. Rồi chết mẹ nó. Cắn chết mẹ nó. Cắn chết mẹ nó. Rồi sao không cắn? Rồi sao con rồng nó không cắn ta? Á đù. Á đù. Rồi là sao? À giữ R. Ok. Giữ R. Ủa. Về tạm thời vậy đi. Thì vẫn chưa quen lắm với cái cơ chế chiến đấu của cái game này. Nhưng có vẻ trong đây không có. Không phải không có. Ý trong ơi. Em đâu rồi? What the fuck? Có này. Đây. Ui. Ủa. Nó có cắn ta. Nó giống nó không, không giống nó cắn lắm. Fuck. Sao mấy con này nó khó điều khiển nha. Đấy. Đấy. Đó. Đó. Đấy, thấy chưa? Là cho con rồng này ta cho thấy tác dụng của nó. Leo lên núi rất nhanh. Đó, nó thả chỗ té núi còn nhanh nữa. Được. Tí mà nó thả một cái là xác con ngồi nó định. Đó, mới nói xong. Mày nha mày. Đó cái chó tao muốn chết mẹ. Ok. Hello. Bây giờ thì hay là mình vô mấy cái chỗ vô rừng thì bây giờ nó hơi khó đi nha. Thôi tốt nhất là không nên vô rừng. Rồi, để chắc ăn này, mỗi lần chúng ta muốn bay thì chúng ta phải đi lên như này. Đó, rồi đi xuống lại. Rồi, thôi, đi xuống lại. Ôi mày. Ôi mày biết tổng tụi bay ơi. Ôi mày nắm tụi bay trong lòng bàn tay. Xời. Té thì đéo mà được. Bây giờ thì còn phải đi tìm. Ok, ui shit. Rồi xuống. Cái gì ở dưới có kìa. Ui, vãi nồi. Xuống rồi bạn ơi, xuống. Thấy mày ơi. Bạn ơi. Ok lên. Cái người đi xa quá cũng không có chỗ về. Lấy con rồng. Ê có con rồng ấy kìa. Thôi. Giờ mày cho nó cắn nhau là không được. Không được. Không nên. Không nên cho rồng cắn nhau. Trừ khi chúng ta có yên. Chứ bây giờ không có yên đem quýnh mà nó thả mình xuống nó chạy nữa chứ. Nghe thôi là thấy đéo rồi. Con rồng mập kìa. Ê cái gì nè. Hòa hồng dân làng. Thôi ngồi đây nhá. Xuống ngồi đây tí. Ôi đây mới nói xong. Trời. Rồi. I am the Lord.
2M là tôi bây giờ 4M là 4M chùm server rồi.